Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài ha. Hiện tại ba anh em đang ăn cơm cô chú anh chị. Chào khán giả đi. Chào cô chú anh chị. Rồi, chào khán giả đi. Hiện tại thì không biết có thấy được cái mặt của Tài không? Để em coi coi. Chắc thấy được quá. Thì ba anh em đang ngồi ăn cơm của chú anh chị. Cái cơm của chị Nắng Sưng. Chị nấu cơm với khô, cơm chay với lại ăn cơm với khổ qua qua trong đời của chú anh chị. Ăn cơm ở cái bên mộ ngoại luôn. Ngoại ông quên ở ngoại, con mời ông ăn cơm ngoại ơi. Có má tụng cây hình như hết pin. Vâng không? Số 1 dưới đất bình nướng. Dạ em xin chào chị nhân quả hiện tiền. Nghe nè. Mời rồi. Alo. Nhân quả hiện tiền. Nghe nè. Sao ạ? Chẳng đang ăn cơm à? Khế mảnh nha Tài. Bóp ra. Khế mảnh nha. Anh làm gì có tiền đâu mà thanh toán. Không còn cắt. Số lượng nó có. Ngon. Hả? Số lẻ, số gì nha. Không biết nữa. Để kiểm tra lại coi. Không biết nữa, chờ một phút đi. Để chưa ăn cái bụng ăn cái gì cũng ngon của chú. Đây là những cái kỷ niệm ăn cơm bên mộ. Ăn một tiếng luôn. Ngon không chị? Khô em chiên á. Ngon. Chị làm muối. Cúng đồ chay nữa hả? Dạ cúng đồ chay. Dạ cúng đồ chay. Bữa kia cúng toàn. Trứng con gà. Trứng con gà 18 cái cửa. Hay quay nữa chú. Hay quay nữa. Ừ. Bữa trứng con gà hay quay nữa. Em làm món này tại. Cái này nạp vô là 7.000. 7.000 đồng. Để gì? Quét cái gì? Quét nạp tiền à. Tài khoản này là cái gì? Alo, à, quét cái mã đó nạp cho 7.000 đúng không? 7.000 đúng không? À, biết không? Làm rồi đúng không? Nó bụng
Bị gì đâu, xạo nó quay. Những rõ ăn nè. 2.3 người xem. Nó móc ra thì tôi chụp con người lên cho nó. Thế là lạ bắt lên. Bữa ăn bắt tóc vô hôm nay nè. Thấy lắm nó xong. Để ngày mai có cơm dư cho nó ăn. Nôi nó ăn. Thằng cống nào im chỗ đó. Ê, con mũi. Thầy trắng. Quất. Mình phải thương động vật chứ. Nghe nó làm đấy. Nãy mấy bà mang mắt để em đấm nó cho em đấm một cái mắt đau luôn. Bữa nay mình cơm nhiều quá. Mấy em nhìn cái này sạch cay. Mình cay cũng thôi. Khóm làm cái món gì cũng ngon. Không có bao nhiêu đó, mát lắm à, tốt. Mát quá. Còn mũi nó buồn dữ. Mát quá. Lúc mình mua một cái cây quạt hút mình để đi. Hút gì? Hút mũi. Hút mũi. Hồi sáng thấy có cái cô đó hả? Bà đi bà cầm cái quạt á. Ủa qua không cô chú anh chị không có thịt. Đại đức chưa có lên đọc. Đăng ký kênh Nắng Sưng này cô chú anh chị để kiếm thịt. Để kiếm thịt ăn chứ không có thịt. Có tiền quá thịt. Để làm YouTube mà chưa có tiền. Nên ủa qua không. Đây tôi đổ hết hết cái ca. Lúi. Ủa qua không. Chứ miếng mỡ cũng có. Không đâu cô, không có tiền mua đi. Ở không có thịt. Ủa qua nấu đồ khô cũng không. Không, biết em thích nấu gì không? Nấm rơm á. Cái mình xào sơ quá. Ngọt. Cái nước ngọt ngọt á. Nấm rơm như là mướp á. Không. Mà nhớ mua lòng gà bỏ vô nha. Cái gì? Lòng gà. Còn ngon. Khó quá. Lòng gà ngon lắm. Em thích ăn nấm rơm cái em xào sơ sơ. Làm gì? Cái này hả? Đói rồi. Nấm rơm không có nấm ngon bằng nấm bầu ngư đâu nha. Không có nấm rơm nè. Nấm rơm mà đúng rồi. Nấm mà nấm cơm. Ừ. Nấm khác thì dạ, bạc hết. Chú quê gọi là nấm không à? Nấm rơm. Ăn nấm rơm ăn cái nấm khác. Hôm qua có khán giả nói là đề nghị anh cô bắp là giảm âm lượng lại. Nói lớn quá, ồn quá. Còn em không có luôn. Chiều điều chỉnh năng lượng nữa nha. Tụi nó có thành. Điều chỉnh là thành lớn lắm. Chỉ có tụi nó đó anh mới nói chuyện lớn tiếng thôi. Tụi nó. Chứ không có tụi nó anh nói chuyện hết á. Rồi anh rất là nhẹ nhàng chú cả. Mà nhiều khi giờ này có nhức dây chứ em. Đúng rồi. Không có câu. Ủa quá vậy ta? Ngoại nuôi đó. Ngoại nuôi bầu bạn. Trời. Ăn phụ cho hết đồ dai nè. Cho con nhiều quá. Nhiều quá. Còn miếng khô làm mất nha. Còn bắt đầu sống rồi đi. Hết đi. Phải như là cũng hết, còn có miếng nhỏ xíu mà không hết. Còn canh nữa. Hết luôn đi. Cái này cũng gầy guộc lắm rồi đó.
Tính ra nghe mình biết ơn của Nắng Xuân. Mình có bản thân mình đó. Ấm. Để thì cô chú anh chị anh Tứ Tình Nắng Xuân like chia sẻ cho chị sẽ cho anh Tài với là cô Bắp có miếng thịt ăn cho chú like chia sẻ cho anh Tài với cô Bắp kiếm thịt ăn chứ không có thịt. Ông ngoại nay có cái hộp nhang đẹp quá hả? Đúng rồi, like chia sẻ Nắng Xuân để tụi mình có sườn ăn kiếm miếng ngọt ba giỏi ba chỉ. Kinh được phát lên báo cáo 2 giờ. Bữa nữa tới rồi. Xưng lên đấy là nắng vậy luôn. Trời ơi trời. Tao mày nhớ mình đâu có. Chưa cần cho tóc lắm. Giờ có nhiều anh chị lạ đi trên tóc. Sao tháng này có làm YouTube nè. Rồi em xin chào chú chị và các bạn nha. Cả nhà yêu thương em bây giờ đăng ký kênh Nắng Xuân like chia sẻ ủng hộ cho Tài với cô Bắp có thời gian cho chú anh chị. Và thôi bây giờ em xin chào tạm biệt hẹn gặp lại chú anh chị ha. Bye bye cả nhà. Thấy ông già miếng khô của em ạ. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Xin lỗi cả nhà em đói quá em lăn không kịp chào cả nhà luôn á. Đói quá đói. Em chào cả nhà nha cả nhà.